tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Tiếp tục trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em vé thêm được rất là nhiều xe. Vios này, Kia Morning số sàn, số tự động này. Và có thêm cả bán tải này. Em chào anh Bùi Tấn này, chào anh Trọng Duy này. Các anh đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Hôm qua thì em nghỉ một buổi không livestream thì hôm nay em đã quay trở về. Với thêm rất là nhiều si phẩm để có cả Camry nhé các bác nhé. Camry bản nhập khẩu 2010 hơn 400 triệu một chút này. Em chào bác Trương Hường này. Các bác đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương thì hãy chia sẻ giúp em lên ạ. Để em ghi số điện thoại đã. Chia sẻ của em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em nhé. Em chào anh Đỗ LT này, chào anh Vũ Tiến Trung này, chào anh Ngọc Khang này. Chia sẻ hộ em lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em Lê Hương ạ. Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe luôn. Muốn xem xe nào, muốn biết chi tiết thông tin của chiếc xe nào thì cứ comment tên xe này đây em ạ. Em sẽ gửi cho các bác những hình ảnh video cũng như là báo giá trực tiếp luôn. Em chào anh Hoàng Long ạ. Hôm qua em Hương điên cỗ người yêu cũ. Điên cỗ người yêu cũ và ăn cỗ xong về đã cắt tóc. Ngày xưa người yêu cũ bảo là anh thích em tóc dài, nhưng bây giờ anh lấy vợ rồi em cắt tóc luôn rồi. Cắt ngắn luôn. Các anh chia sẻ lên nha, anh Bùi Tấn, anh Hoàng Long này. Chia sẻ giúp Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Hôm nay phải làm cuộc thất tình là phải cắt xả lỗ hết tất cả những đầu xe luôn. Anh chia sẻ lên giúp em nào, cho em xin 1 phút nữa thôi. Đợi lên đến tầm 20 khách hàng thôi. Này, em sẽ đi báo giá nhé. Em chào anh Vũ Vinh này. Camry này, bán tải này, Vios máy dầu. Không có Vios máy dầu anh ạ, chỉ có Vios máy xăng số sàn thôi. Em chào anh Bùi Văn Hòa nhé. Chia sẻ lên giúp em ạ. Chia sẻ lên giúp em Hoàng Long ơi, chia sẻ lên. Em chào anh Đinh Tuyến này. 15 khách hàng rồi, em chỉ đợi đúng 20 khách hàng thôi là em sẽ đi buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Chết rồi em. Đấy, em phải tắt đi, tắt wifi đi. Chia sẻ lên giúp em đi ạ. Có xe mô bản bay không em? Xe mô xe gì bản bay? À em có VinFast bản bay này. Có bản bay nhá, có VinFast Farin bản bay đời 2019 2020. Nếu như về bản thiếu thì em có nhiều lắm. Kia Morning, Hyundai i10, nói chung về bản thiếu thì em nhiều. Em chào anh Vũ Sức này. Chia sẻ lên cho em nào. Em chào anh Nam Hường này. Ôi lại càng xem càng tụt mắt thế này. Các bác chia sẻ lên giúp em đi ạ. Em chào anh Bùi Tòng này. Chia sẻ lên ạ, chỉ một chút nữa thôi. Cố gắng lên cho em một chút nào. Hôm qua em đã không báo giá rồi. Hôm nay về rất là nhiều xe. Chia sẻ lên giúp em ạ. Em chào anh Hoàng Hải nhé. Các anh comment hỏi em xem là cái mạng đã lét chưa nào. Sao em lại cảm thấy nó hơi bị có vấn đề nhỉ. Comment mạng lại hỏi em với xem là lét chưa ạ. Bây giờ thì em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá trực tiếp buổi báo giá ngày hôm nay. Anh Đình Tuyến ơi, anh ở đâu ạ? Chuyển cọc thì tầm cỡ 2 đến 30 triệu. Quan trọng là anh ở đâu ạ? Nếu như ở gần thì không cần thiết phải cọc nhiều. Chủ yếu là ở xa thôi. Ok ok rồi, dạ em cảm ơn. Anh Đình Tuyến ạ, 2 đến 30 triệu là có thể ship xe về tận nhà rồi, ship về tận cửa nhà mình luôn. Ở Nghệ An là 20 triệu anh nhé. Anh đang quan tâm dòng xe nào bên em ạ? Chỉ cần 20 triệu thôi là em sẽ cho người ship xe về tận khu vực anh đang sống, tận cửa nhà mình luôn. Đánh luôn và bãi luôn. Nghệ An, mới bữa trước thì em cũng ship trong Nam Đàn Nghệ An 4 chiếc xe. Mỗi bác chỉ cọc có 20-30 triệu là em đã ship xe rồi. Em xin phép được quay sang cam sau đây ạ. Các bác chia sẻ lên giúp em nhé. Hôm qua thì em đã không báo giá một buổi rồi. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Nếu như hôm nay thì em báo giá thì rất mong là khách hàng sẽ cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ nào. Để cuộc báo giá ngày hôm nay của em đến được nhiều khách hàng này.
Ở Hải Dương à? Hải Dương thì 5 triệu thôi anh ơi. Anh ở bên anh Hóa ơi, Hải Dương chỉ 5 triệu thôi. Thậm chí là không cần cọc nếu như mình thiện chí. Vì ở gần mà. Chủ yếu là cái cọc này không phải là để giữ gì, giữ em giữ tiền hay giữ vốn của mọi người, mà cọc là chỉ để em biết rằng các anh đang thiện chí muốn mua xe của em Hương, để cọc rằng giữ xe cho anh Hòa, giữ xe cho anh Tuyến, để khi khách đến chợ là em không bán nữa, mà cái xe đấy đã sở thuộc sở hữu của các anh rồi, để em không bán cái xe đấy nữa, các anh hiểu chưa? Chứ bây giờ trên mạng các bác là cứ sợ là bị lừa cọc hay là bị như thế nào đấy. Cái cọc này em cũng nói rõ luôn. Cơ sở bán hàng bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Địa chỉ uy tín rồi, nên các bác là cọc chỉ là để em giữ xe cho mình. Ví dụ như hôm nay bác thích chiếc Vios này mà không cọc, mà không cọc, đến lúc mai em có khách về thì em lại sẽ bán luôn. Đến lúc đấy anh lại không có xe thì nó gọi là mất cái tiếng thôi anh ạ. Chứ còn nếu như cọc rồi sẽ là xe của mình. Bản thiếu nhá, nếu như anh đi dịch vụ này, thông thường dịch vụ thì hãy đi Vios này, Kia Morning này. Nếu anh đi dịch vụ thì anh đi chiếc xe này đi anh Tuyến này. Một chiếc Vios màu trắng em quay cho mình trước này. Hoặc là Hyundai i10 bản 2 đầu. Hyundai i10 vừa em đánh lại đâu nhỉ? Hoặc là Accent đi anh. Dịch vụ thì có nhiều sự lựa chọn này. Anh Vân Khương bảo chốt dạ. Ví dụ như chiếc Vios này đời 2011, số sàn em đang bán là 210 triệu. Vios này, Camry này, à xin lỗi, Vios này hoặc là Accent này, Kia Morning này hoặc Hyundai i10 thì các bác đi dịch vụ nó còn có công. Vì cái mức tiêu hao nhiên liệu của em nó ít thôi thì mình còn có công, chứ nếu như mà đi những dòng chấm nó to thì không có công đâu ạ. i10 sedan bản đủ. Anh ơi, i10 sedan bản đủ thì hôm qua em có khách cọc 50 triệu rồi nên là em chưa không bán được nó rồi. Có khách cọc về Vĩnh Phúc rồi anh ạ, cọc 50 triệu rồi. Vios 2010 này. 2011 210 triệu. Ở bên đây thì lại có Vios. Chốt đi không mất xe, chờ xe sau. Đúng rồi, đôi khi khách đến, nhiều khách bất thình lình đến. Mà là hôm qua anh xem con Vios này, anh bảo để cho anh rồi. Nhưng hôm sau phát đến luôn, không cọc, không cọc này em sẽ bán ngay. Cọc chỉ là để em giữ xe thôi, chứ không phải em lừa cọc hay em lấy tiền cọc đâu. Làm ăn một là uy tín, hai là tâm đức, nên cái đấy em sẽ không nữa. Trừ khi là các bác đến cho em xem xe, xong các bác cọc như thế nào đấy thì em sẽ giữ xe cho mình nhá. Ở đây em có một chiếc Vios đời 2009, 1.5 số sàn em đang bán là 185 triệu. Chiếc Vios này thì lên cho em là có màn hình giải trí đầy đủ rồi. 185 triệu, ghế da đẹp rồi. Màn hình giải trí có luôn, đi dịch vụ cũng ok, gia đình cũng hoàn hảo nhá. Xi nhan chân gương la răng thể thao, hai phanh bánh trước là phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em này. Vios đời 2009 185 triệu, rất là nhiều Vios luôn. Các bác cứ quan tâm nhá, dòng xe nào thì cứ comment lên đây cho em. Thích xe nào thì có xe đấy này, dịch vụ thì rất là nhiều sự lựa chọn này. Hyundai i10 mới về nữa đây. Dịch vụ thì khách hàng quan tâm rất là nhiều luôn, nên là em lại về thêm này, chiều em sẽ lên giá nhá. Nếu như bác nào thích thì em có Cruise này. Một chiếc Chevrolet Cruise đời 2017. Ôi dồi ôi, đẹp xuất sắc luôn. Chevrolet Cruise màu trắng này, đời 2017, biển thủ đô Hà Nội. Đèn halogen siêu sáng, đèn gầm có này, giải đèn LED định vị có cho em luôn. 335 thôi. 335 triệu. Số sàn trang bị động cơ là 1.6 này. Bác Tư Trần, bác Đặng Thị Thúy, Đặng Thặng Đình Thúy này, bác Trần Sơn và bác Quang Lượng mới vào chia sẻ giúp em Lê Hương nhé. Chevrolet Cruze 335 triệu, số sàn, đầu đài màn hình nguyên bản theo xe, ghế da hai màu đẹp. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ 4 bánh cho em. Với chiếc này 1.6 số sàn thì đi dịch vụ cũng gọi là ok. Nó sẽ tốn xăng hơn Vios một chút, nhưng mà nếu mà để dịch vụ hoa cưới hỏi thêm thì nó sẽ sang hơn Vios một chút vì dáng nó đẹp nhá. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ cho em rồi. Gương kính thì cụp chỉnh điện cho em. Chevrolet Cruze đời 2017, đời rất là cao luôn mà giá chào bán chỉ có 335 triệu. Trang bị động cơ là 1.6 này, form dáng đẹp chưa ạ? Xuất sắc luôn, phải gọi là xuất sắc luôn ạ. Còn ở đây thì em lại về thêm một chiếc bán tải Ford. Bán tải đây, bác nào quan tâm bán tải em có bán tải này. Dịch vụ đợi em một chút trong nhà nha, em sẽ đi lần lượt này. Một chiếc bán tải Ford Ranger. Ford Ranger đời 2014, biển 34 bánh đậu xanh. Đèn bi là đèn bi salon này, đèn pha bi salon.
đèn gầm cũng là đèn bi luôn, 440 triệu, gương kính cụp chỉnh xòe tự động cho em. Chiếc Ford Ranger này là bản nhập Thái, một cầu số sàn, trang bị động cơ 2.0 cực khỏe cho em. Màn hình giải trí có rồi, có đề lồ thông minh vì để bên ngoài đây này, em chốt cửa, khóa cửa. Form dáng thì to, các bác nhìn này, form dáng rất là to đẹp luôn. Chào bác Thơm Lê nhé, chào bác Đinh Hiếu này, chia sẻ lên giúp em ạ. Xin nhan trên gương. À, chiếc này chưa có, chiếc này có cam 360 trên gương, xi nhan trên không. Và form dáng các bác nhìn bánh xe rất là to luôn. Ford Ranger nhập Thái 440 triệu, đời 2014 2.2 một cầu ạ. Ở đây thì có một chiếc Vios màu vàng cát đời 2011. Vios vàng cát 2011 số sàn, trang bị động cơ 1.5. Em đang bán là 215 triệu. Xi nhan trên gương, la răng tăm thể thao, phanh ABS đẹp. Rất là đẹp luôn này. Túi khí an toàn thì bạn lại chưa có túi khí an toàn, nhưng ghế da đẹp, nội thất máy móc cực ngon cho em. Và bên đây thì em lại về thêm được cho khách hàng nhà mình một chiếc xe mang thương hiệu Nissan Lavera, một chiếc bán tải Nissan Lavera đời 2018 số tự động, xi nhan trên gương đẹp rồi. Màn hình giải trí có luôn, số tự động đời 2018, giá chào bán là 550 triệu, bản nhập khẩu, số tự động một cầu cho em. Vậy là có hai chiếc bán tải này, hai chiếc bán tải đẹp cho mình luôn. Vios thì đây lại có một chiếc Vios màu đen biển 3892 này. Chiếc Vios này em đang bán với giá là bao nhiêu? Bán với giá là 178 triệu đời 2008 này. Vios với lớp sơn màu đen đẹp, 178 triệu đời 2008 này. Màn hình giải trí có rồi, đề lỗ thông minh có luôn. Em chào anh Thắng Mạnh, chào anh Nam Nguyễn này. Anh Nam Nguyễn chia sẻ lên giúp em, anh Thắng Mạnh chia sẻ lên giúp em nhé. Vios này 178 triệu, cam lùi, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh có hết cho em rồi. Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc Chevrolet Captiva biển Hải Phòng. Captiva này mới về nhá. Đèn là đèn bi salon này, đèn gầm có này, biển Hải Phòng. Captiva số tự động đời 2007, xin nhan trên gương. Giá chào bán 228 triệu. Màn hình giải trí to đùng vật vã luôn. Số tự động, ghế da đẹp. 228 triệu đời 2007, số tự động đẹp cho em. Gương kính cụp chỉnh cho em, màn hình giải trí có rồi. Với lớp sơn màu bạc, tay nắm cửa sáng này. La răng thể thao, 4 bánh đều trang bị là phanh ABS chống bó cứng này. Em chào anh Trung Siun này, chào anh Lê Trường An này. Các anh vào muộn một chút rồi, chia sẻ lên giúp em nhé. Ở đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm mang tên là VinFast Farin. Chiếc xe này thì sẽ hợp với lữ hơn, nếu như các bác là mua cho người yêu, mua cho vợ hoặc là mua cho mẹ thì sẽ hợp hơn nhé. VinFast Farin đời 2020, số tự động đẹp. Em thật nhé, với cái chiếc này các bác chỉ cần đạp nhẹ chân ga thôi, nó mềm, nó nhanh, nó ngon đến mức là dí lưng vào cái ghế ra luôn. Đạp nhẹ chân ga là lưng dính vào ghế. VinFast Farin 2020 giá chỉ có 345 triệu. Đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ này, xi nhan trên gương cực chất cực đẹp cho em. Trang bị động cơ chỉ có 1.4 đối với VinFast này sẽ hợp với lữ hơn là với các bác nam, vì form dáng nó cũng nhỏ gọn thôi. 1.4 này. Camry em chưa bán anh Nam ơi, mới về. Hôm qua còn mải đi ăn cỗ đám cưới người yêu cũ, em chưa bán nhá. Camry mới về luôn. Camry là bây giờ bao nhiêu? 420 triệu đời 2010. VinFast Farin với lớp sơn màu đỏ này, màn hình OLED siêu to, điều hòa tự động. Đạp ga thì chỉ cần đạp một phát thôi là lưng sẽ dính vào ghế luôn cho em đi. Rất là nhuần nhuyễn luôn. Chào bác Tiến Bùi này, chia sẻ lên họ em nào, bác Khánh Phùng nào, bác Tiến Bùi nào. Lên đi ạ. Hôm qua em bỏ một buổi rồi mà khách gọi rất là nhiều. La răng thể thao, phanh ABS này, 345 triệu này. Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản thiếu. Bản thiếu nhưng là bản nhập khẩu đời 2014. Giá đang chào bán là 195 triệu. 195 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 bản thiếu đây. 195 triệu nhập khẩu, số sàn, trang bị động cơ 1.0. Nếu bác nào mà đi xe này dịch vụ rất là ok, vì với cái trang bị như vậy thì ăn ít xăng thì mình còn có công. Màn hình giải trí có một cái cỡ vừa, điều hòa mát lạnh, lấy gió sấy cửa kính đầy đủ cho em.
La răng thể thao phanh ABS hai bánh trước xin nhan trên hông ạ. Rất là đẹp luôn này. Dịch vụ một phát này. Chạy dịch vụ trước này rất là ok này. 195 triệu. Hoặc sang bên đây thì có cho mình một chiếc Kia Morning. Cũng là số sàn đời 2017. Trang bị động cơ 1.25 cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. 245 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2017 ạ. Trang bị động cơ 1.25. Em Hương thất tình nhưng thiêu thì em của em vẫn nhiều trai đẹp. Thất tình anh ạ, thất tình đi cắt tóc, thất tình nó không livestream. Em chào bác Phương Vinh, chào bác Nguyễn Kiên nhé. Chia sẻ lên giúp em tú em Lê Hương ô tô nào. Kia Morning 245 triệu đời 2017, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Số sàn. Bọc cho em hẳn là lớp da rắn này, trên cái vô lăng này rất là chất luôn. Da rắn bọc vô lăng rất là đẹp nhá. 245 triệu. Trang bị động cơ 1.2 thôi ạ, siêu tiết kiệm nhiên liệu này. 1.25. Ở đây bác nào vừa hỏi accent thì em có accent này. Biển 34 16699. Accent bản blue, đây là một cái bản đặc biệt cho em đời 2016. Accent nhập khẩu, số sàn đẹp từng cm luôn. Đẹp từng cm luôn, nhập khẩu, trang bị động cơ 1.4. Nếu như bác nào vừa hỏi em là đi taxi dịch vụ accent có được không thì em trả lời là rất là ok nhé. Vì sao? Vì form dáng đẹp mà sang, tiết kiệm nhiên liệu. Đi máy xe thì đầm chắc, không hề bị hỏng vặt đâu nhá. Dù có những dòng xe thì nó rất hay bị ốm vặt, nhưng những dòng xe accent nhập khẩu như này không hề bị ốm vặt này, mà đi cực đầm xe. Bản blue đặc biệt đời 2016 nhập khẩu 1.4, 345 triệu. Accent em về rất là nhiều. 4 bánh đều xi nhan, đều trang bị cho em phanh ABS chống bó cứng này, la răng thể thao. Biển số cũng đẹp luôn. Em chào anh Nguyễn Văn Phán này, bác Trinh Hà Mê này. Chia sẻ lên giúp em ạ. Mắt cảm biến là có 4 mắt cảm biến va chạm nhá. Bản blue cao cấp đặc biệt cho em. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe tập lái đi. Với những bác nào mà có hơn dưới 100 triệu, vài chục triệu này. Vài chục triệu thì em có cho mình một chiếc sờ bắc tập lái 85 triệu sờ bắc van đời 2010. Trang bị động cơ chỉ có 0.8 thôi, tập lái rất là ok. Hoặc các bác nào chở hoa, chở dịch vụ như là chở hàng này, tủ lạnh, máy giặt này, các bác làm thợ, làm thuyền đấy thì con này rất là ok nhá. Và bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Sorento. Sorento 380 triệu đời 2009 này. 380 triệu đời 2009, số tự động 2.4 nhá. Trang bị động cơ 2.4, 7 chỗ ngồi, số tự động đây ạ. Khách đang nhắn tin. Sorento, Kia Sorento 7 chỗ ngồi, số tự động đời 2009 này. Đèn bi salon, đèn gầm có này, xin nhan trên gương. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Ga tay tự động này. Ghế da thì đẹp căng cho em này. Đấy, 380 triệu 7 chỗ ngồi, số tự động, đẹp căng luôn ạ. Em chào anh thành phố Hoa Phượng nhé. Chào anh Huấn Man Tu ạ. Chào anh Vương Nguyễn này. Chào bác Nguyễn Văn Dân này. Chào bác Nguyễn Bảo Nguyên. Bác Nguyễn Bảo Cường, bác Nguyễn Bảo Cường nhé. Các bác chia sẻ lên giúp em Lê Hương ạ. Ở đây thì em lại về thêm, bữa trước bác nào mà bảo là anh chỉ hợp phong thủy với màu xanh thôi mà em có một chiếc thì em lại bán luôn chiều hôm đấy rồi. Dạ, chú thân xe ạ. Dạ. Cây hoa giấy nhà cháu chỉ có một cây duy nhất, khách tặng thôi, không bán được. Ở đây có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning với nước sơn màu xanh đẹp này, đời 2016, số sàn, trang bị động cơ chỉ có 1.2 thôi. Giá chào bán 215 triệu. 215 triệu chiếc này thì có màn hình nhưng mà nó bị hỏng rồi. Nên em đang tháo ra, đang gọi thợ đến. Nếu như bác nào ưng thì em sẽ lại bù vào một cái màn hình nhá, chứ không để thống hông này được. Áo da em cũng bọc cho em nó một cái áo da rắn đẹp như thế này rồi nhá. Kia Morning 215 triệu, màn hình bị chết rồi, như này em sẽ thay cho mình một cái màn hình bù vào, chứ không thể để không như thế kia được, trông rất là điêu luôn. Sơn rất là đẹp nè, bác nào phong thủy màu xanh nè. Chào bác Hằng Nga này, chào bác Tư Phạm mà. Anh chị cứ xem xe đi ạ.
Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi. Innova 7 chỗ ngồi đây ạ, số sàn đời 2008. Innova bản G 245 triệu. 245 triệu. Nếu như gia đình nhà mình có mục đích sử dụng này, tư nhân này, hoặc bạn bè nhà mình đang khoe là muốn mua một chiếc Innova về chạy dịch vụ cho đỡ vào đi làm thuê vất vả này, thì các bác tăng tên bạn bè vào đây, chia sẻ lên đây cho em, hoặc là bình luận vào đây, số điện thoại em ghim dưới màn hình rồi. 245 triệu có Innova đầy đủ cho mình, 7 chỗ ngồi, điều hòa mát lạnh luôn, ghế da đẹp. Bác Phạm Hân này, bác Khánh Hòa, bác Cường Móm, bác Nguyễn Văn Quân, bác Tư Phạm, bác Hằng Nga, bác Hoàng Đại nhá, chia sẻ họ em Lê Hương lên ạ. Em về thêm rất là nhiều xe. La răng thể thao, phanh ABS. Đầy đủ cho em này, 245 triệu Innova bản V. Chào anh Lưu Minh Phúc này. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Lacetti SE đời 2009 bản nhập khẩu, số sàn, giá chào bán 193 triệu. Form dáng bản sedan hai đầu đẹp. Màn hình giải trí này, túi màn hình giải trí cỡ vừa thôi, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Ghế da hai màu rất là đẹp luôn ạ. Lacetti SE đời 2009 bản nhập khẩu, trang bị động cơ 1.6 số sàn. Em Hương đang bán là 193 triệu. Giá mà em Hương đọc tên trên đây sẽ là bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Và vẫn linh động thêm về giá, nên những bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ comment tên xe này đây giúp em ạ. Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu vàng zin đẹp nhé. Màu vàng zin đẹp, Kia Morning đời 2016, số sàn, trang bị động cơ 1.2, ghế da cao cấp, may lại đẹp rồi. Màn hình giải trí OLED, số máy ngon, không đâm xô, không ngập nước. 215 triệu lên cho em là la răng thể thao đẹp này. La răng thể thao đẹp, phanh ABS có luôn. Em chào bác Bông Nhi này, chào bác nhá, Y Tu này. 215 triệu có Kia Morning đi ạ. Form dáng đẹp, sơn si là sơn zin đẹp cho em luôn. Ở bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Lacetti với nước sơn màu xanh đá rất là đẹp luôn. Lacetti SE đời 2009 bản nhập khẩu đây ạ. Lacetti SE bản nhập khẩu đẹp cho em, đời 2009, giá chỉ có 220 triệu. Túi khí an toàn, sấy sưởi kính, sơn si sạch đẹp rồi. Lội cơ, động cơ máy móc rất là chắc đầm xe luôn, thân vỏ cũng cực kỳ chắc chắn luôn. La răng thể thao đẹp và phanh ABS chống bó cứng này. Xin nhan chân hông ạ, 220 triệu. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai Accent bản nhập khẩu này. Hyundai Accent nhập khẩu nhưng lại là số tự động bản đặc biệt này. Bản này có cửa lóc này, xi nhan trên gương và là số tự động. Đời 2011 Accent nhập khẩu, số tự động đây ạ, đẹp căng luôn. Màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm có nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Ghế da cao cấp xịn đẹp, màn hình giải trí to, sấy sợi kính. 355 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản nhập khẩu này. Có cửa lóc, xi nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS rồi. Đẹp căng luôn ạ. Nhập khẩu nhá các bác nhá, trang bị động cơ 1.4 thôi. Hyundai Accent biển 3885, số tự động bản cửa lóc cho em. Và bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe CDX. CDX cứ về chiếc nào là bán chiếc đấy này. CDX đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động, trang bị động cơ là 1.6 này, xe 5 chỗ ngồi đây. Vừa rồi thì rất là nhiều khách hàng hỏi em là về CDX, thì em lại về thêm cho mình nhá. Đẹp mới cứng cong cho em luôn này. Màn hình giải trí này, túi khí an toàn, số tự động nhập khẩu cho em. Giá chào bán chỉ có 238 triệu. 238 triệu cho chiếc xe CDX bản nhập khẩu ạ. Có cửa lóc nhá, đề lỗ thông minh start top. Xin nha, tích hợp chân hông này. Phanh ABS 5 chấu, phanh ABS 5 chấu vỏ 4 bánh đều trang bị là phanh ABS. La răng 5 chấu phanh ABS nhé. 238 triệu. Nếu như mà trong tuần trước thì các bác sẽ phải mua với cái giá là hơn 240 một chút.
vì em nhập những chiếc cao. Chiếc này rất là may mắn là nhập được giá rẻ hơn nên để cho mình giá chỉ có 238 triệu thôi. Chào Phương XQ này, chào Hoàng Anh Hoàng Huy này, chào Hải Phạm này. Các bác chia sẻ lên hộ em Lê Hương nào. Ở đây này, 3S này, 30S 1659 này. Một chiếc xe Lacetti, tiếp tục lại là Lacetti ạ, SE 150 triệu đời 2009 số sàn. La răng 5 chấu, phanh ABS đầy đủ cho em với lớp sơn màu đen đẹp. Còn vừa rồi bác nào hỏi em là về Hyundai i10 bản sedan thì đây nhá, anh Nguyễn Cảnh. Biển này, biển số cực thăng tiến cho em. 17A276 27 này, 678 nhá. Biển số thăng tiến này 678 này. i10 đời 2015, bản này nhập khẩu, số sàn em đang bán là 238 triệu. Vì chắn mưa, tay lắm cửa. Gương, nói chung là ốp hết mạ chrome cao cấp quanh xe rồi. Màn hình giải trí OLED, thảm bẹ sạch sẽ này. Trần lỉ zin này. Thảm trần sạch sẽ này, ốp hết cả chân, cái phần bước chân lên xuống này. 238 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 đây. Màn hình giải trí OLED này, rất là to luôn. 230 triệu đời 2015, nhập khẩu Hyundai i10, bản sedan đẹp, biển số đẹp luôn. Biển số cuối cùng là 678 này, một cái biển số mà bác tài gọi là thăng tiến đây ạ. i10 sedan 2015, 238 triệu. Em có ship vô Đồng Lai anh nhá. Anh Tư Phạm ơi, anh thích chiếc xe nào ạ? Chỉ cần là trong bản đồ chữ S Việt Nam là em sẽ ship toàn quốc cho mình luôn. Anh Tư Phạm ở đâu ạ? Anh đang quan tâm chiếc xe nào ạ? Hyundai i10 hay là Innova anh Tư Phạm? Ở đâu thì em cũng ship hết luôn ạ. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Innova biển Thủ Đô. Innova 8 chỗ ngồi bản G, đời 2008 số sàn em đang bán là 365 triệu. 365 triệu Innova đây ạ. Số sàn ốp hết tay lắm cửa này, lẹp chân kính này. Vì chắn mưa có hết rồi. Ghế lỉ cao cấp cho em nhá, ghế lỉ này. Trần thì bọc hết, trần ly lông sạch đẹp rồi, điều hòa lõng lạnh hai vùng, ba vùng rồi. Màn hình giải trí có luôn, túi khí an toàn. Innova bản G 265 triệu đời 2008 ạ. Xe rất là đẹp luôn. La răng thể thao, phanh ABS. Phanh ABS đầy đủ cho em. La răng các bác rồi. Hyundai i10 dạ anh ơi, đây nha anh Tư Phạm này. i10 này ship vô Đồng Lai cho anh Tư Phạm luôn. 238 triệu là giá em đang chào bán này. Rút hồ sơ cho bác luôn. Để lại số điện thoại cho em. Còn nếu như thật sự ưng ý này, vì em chỉ có một chiếc thôi, chỉ có một chiếc thôi mà biển số rất là đẹp này. 276 27 này, 678 này. Chốt phát là chốt trên livestream luôn. Giá mềm luôn. Inbox em để cho mình cái giá thỏa thuận đẹp luôn nhá. Anh Tư Phạm ạ, à, số điện thoại em ghim dưới màn hình rồi. Kết nối Zalo cho em, cho em xin số điện thoại anh Tư Phạm ơi. i10 đời 2015 nhập khẩu bản sedan, đi taxi cũng ok, gia đình dịch vụ cũng ok. Để làm hoa cưới, xe hoa cưới hỏi cũng rất là tuyệt vời ạ. Em chào bác người quen này, chào bác Hiển Phạm Hiển này. Anh Tư Phạm thế nào ạ? Ưng chiếc xe đấy không ạ? Em chào anh Trần Luyện, anh Sáng Vũ và anh Tuấn Minh này. Nếu như mà ưng, bảo ưng cho em, chốt cho em rồi em khi nữa em sẽ xuống livestream, em sẽ làm việc cùng với anh. Một chiếc duy nhất thôi, biển số không những đẹp mà số máy còn cực ngon cho em. Bản sedan hai đầu rất hiếm khi mới về nhá. Tiếp theo ở đây thì em lại có cho mình một chiếc Avel. Avel đời 2017 em đang bán là 245 triệu. Avel cũng vậy luôn, cứ về chiếc nào hết chiếc đấy này. Avel đen thì hôm qua bán rồi, hôm nay lại tích cực về thêm cho mình một chiếc Avel với lớp sơn màu trắng này, bản sedan đẹp, mặt ga lăng với những lưới tản nhiệt cũng như là đèn pha rất là sắc nét cho em. Đời 2017, sơn si sạch đẹp, la răng thể thao đẹp rồi. Nội thất bên trong của Avel đây các bác nhìn này, đầu đài nguyên bản theo xe. Vios 2015, 2015 thì em đang tạm hết, em có 2011, 2018, 2009, 2010. Anh Phạm Hiển ơi, cho anh coi lại. Dạ anh ơi, anh Tư Phạm đây nhá này.
i10 này, màu trắng này. Ốp cho em này. Đèn pha ốp rồi. Gương ốp rồi. Tay nắm cửa ốp rồi. La răng còn đẹp cho em này. La răng nguyên bản luôn, lốp xe còn mới kính cong luôn. Này các anh nhìn này, lốp xe này còn rất là mới này. Ốp hết mạ chrome cao cấp cho em ở cái cục gương chiếu phía sau nhé. Gương hậu cũng ốp hết rồi. Gương kính đèn đời, không đâm xô và không ngập nước. Màn hình giải trí đây anh, chụi hẳn vào trong xe luôn. Màn hình giải trí OLED này anh này. Đấy. Đấy, anh nhìn màn hình giải trí này. Đó, anh nhìn thấy chưa? 238 triệu. Củ số này, ghế cái da còn đẹp căng cho em, ghế da cũng vậy, trần thì trần zin nhá. 238 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 bản sedan. Biển số cuối cùng 678. Không những thăng tiến rồi mà lại còn số cuối là số 8, rất là đẹp luôn. Đây anh Phạm Hiển này, anh Tư Phạm này. Để lại số điện thoại cho em. Để lại số điện thoại cho em. Em gửi cho mình hình ảnh video chi tiết nhất. Một chiếc duy nhất, không có chiếc thứ hai đâu ạ. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai i10, nhưng mà bản hatchback bản đồ ạ. Hatchback bản đồ. Bản đồ sẽ có gì? Đèn gầm đầy đủ cho em này. La răng thể thao, phanh ABS, xin nhan trên gương. 225 triệu cho chiếc xe. 225 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 bản đủ, nhập khẩu đời 2014. Trang bị động cơ là 1.0 số sàn ạ. Ghế da đẹp này. Lên cho em có là đè trần da 3D luôn. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Và với bản đủ này sẽ có túi khí an toàn cho em này. Có cảm biến nhé. Đây là phần tắt bật cảm biến này. Màn hình giải trí này. Ốp hết tay nắm cửa này, mạ chrome này. Phía sau xe có 4 mắt cảm biến va chạm. Bản đồ nó sẽ có mắt cảm biến nhé. Nhiều xe đẹp quá, em cảm ơn bác Sơn Cường nhé. Chia sẻ họ em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Hyundai i10 bản đồ 225 triệu, đời 2016 nhập khẩu. Xin nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS. Cũng như là có cảm biến va chạm phía sau ạ. Chốt đúng rồi, bác chốt chiếc xe nào comment cho em. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận cho em ở dưới, em sẽ quay cho mình chi tiết này. Ở đây thì em lại về thêm cho mình một chiếc Chevrolet cờ đuôi số tự động. Biển 34 bánh đậu xanh. Đèn halogen này, đèn gầm là đèn bi đẹp rồi. Xi nhan trên hông 268 triệu. Chevrolet cờ đuôi đời 2011. Số tự động. Ghế da đẹp. Màn hình đầu đài nguyên bản theo xe. Anh chưa có tiền mua xe mà cứ thích xem em Hương báo giá và anh bảo anh ngáo xe, liệu có phải anh ngáo em không? Ôi dồi ôi anh ơi. Anh ơi, anh mà lại để cho vợ anh mà nhìn thấy cái comment này là hơi mệt đấy nhá. Anh phải bảo là anh đang phấn đấu mua xe để cho vợ với con đỡ vất vả, nên là bà xã sẽ hiểu ngay. Và anh bảo là bây giờ anh thấy em đi xe máy vất vả lắng mưa, anh đang phấn đấu để mua một chiếc xe phù hợp với kinh tế nhà mình, cho vợ về bà ngoại, cho con đi nhà bóng, đi uống trà sữa, thì có phải là vợ yêu hơn không anh? Anh Đoàn Tuấn nhanh bảo là anh chỉ sợ em vất vả thôi, chỉ sợ em đi họp lớp bằng xe máy nên anh sẽ mua ô tô để đi họp lớp, anh sẽ lai em đi đúng không ạ? Em chào anh Nguyễn Hương, chào anh Giang Vũ này. Xe đẹp, người cũng đẹp. Ôi giờ anh ơi, giờ mà anh nhìn người như thế này như tắm luôn. Các bác nhìn cho em này, một siêu phẩm biển 29 thủ đô này. Một chiếc Solata bản nhập khẩu đời 2009 này. Solata 288 triệu đời 2009, số tự động 2.0. Solata nhìn, các bác nhìn cho em này. Phân khúc hạng sang sẽ vẫn khác những dòng khác này. Ốp hết giả vân gỗ này. Ghế da đẹp, thảm rối đẹp luôn. Vô lăng tích hợp giả 4 chấu. Ghế da đẹp, nội thất máy móc cực ngon. Solata số tự động đời 2009 đấy ạ. 288 triệu. Có cảm biến va chạm, biển thủ đô đẹp. Em chào anh Hoàng Anh Tuấn này, chào bác Gia Hân này, bác Hương Nguyễn này, chia sẻ hộ em lên nào. Còn bên cạnh trước, đằng sau chiếc Hyundai Solata thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Rio. Kia Rio biển thủ đô Hà Nội. Siêu phẩm, phải gọi là siêu phẩm này. Chiếc K3 để ở đâu mà em lướt từ lẫy không thấy nhỉ.
siêu phẩm Kia Rio đây ạ. Anh Hoàng Tuấn ơi, nếu như anh hỏi em về accent thì vào đúng động luôn. Vào đúng động màng tơ luôn. Accent em phải có sẵn 6 chiếc. Số tự động có, số sàn có, nhập khẩu có, lắp ráp có anh Hoàng Tuấn nhá. Accent em nhiều lắm anh ạ. Phải vào nó gọi là đúng động rồi. Kia Morning màu vàng em có, bác Gia Hân nhá. Anh Hoàng Tuấn ơi, accent đợi em một chút nhá, vì rồi em quay qua 2 chiếc rồi, còn 2 chiếc nữa. Kia Rio 2015 bản nhập khẩu này, em đang bán là 390 triệu, số tự động. Trang bị động cơ là 1.4, xe 5 chỗ ngồi, các bác nhìn cho em này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, có ga tay tự động này, màn hình giải trí này, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, 390 triệu. Mà với cái em này thì có một cái dàn loa, nếu như bác nào mà yêu thích nghe nhạc thì dàn loa này còn đắt tiền hơn dàn loa nhà mình luôn. Camry em có chị nhá, Camry em có luôn. Nhưng đợi em một chút là sao em chưa thấy đánh khu vực nào. Camry có này, Hyundai Accent về nhiều này, Kia Morning cũng có luôn. Rất là nhiều bác hỏi xe để em nhìn xem Camry ở đâu. Chị ơi Camry đâu nhỉ? Đây rồi, em nhìn thấy rồi, vì em đứng góc kia hơi khó nhìn. Đây em nhìn thấy Camry rồi. Phân khúc hạng sang Camry bản nhập khẩu đời 2009 này. Biển 34 nhưng mà 4 số. 4 số ý nghĩa là gì các bác có hiểu không ạ? Camry hạng sang, cụp chỉnh gương tự động, khi mà mình bấm vào sẽ chụp cụp chỉnh gương tự động này. Có cho em đèn bi salon, đèn gầm, mặt la răng rất là chất nừ. Nói về Camry thì phải nói về những bác có tiền, những bác hạng sang thì mới hay đi Camry. Vì sao? Vì giá của em nó cũng hơi cao so với những dòng thông thường. Như chiếc này là đời 2009 này, 420 triệu, một chiếc duy nhất. Chiếc này thì nó tự động đóng cửa, tự động khóa chốt cửa nên là em không thể mở ra được. Có một cái màn hình cỡ vừa này, tổ hợp phím trên vô lăng, gương kính cụp chỉnh đây ạ, 420 triệu cho chiếc Camry đẹp. Nói chung là phân khúc hạng sang thì nhìn cái tướng tá của nó này, các bác nhìn là nhìn cái tướng tá của nó sẽ khác những dòng khác nhé. Camry nhập khẩu 2009, trang bị động cơ 2.0, 420 triệu, số tự động này, gương kính cụp chỉnh cho em, biển 34 4 số này. Nước sơn đen bóng, ghế da cao cấp, điều hòa nó phải gọi là thơm thôi rồi. Lọc không khí cực đỉnh cho em. Đây là Camry này. Tiếp theo bên đây thì với anh nào nhỉ? Anh Hoàng Tuấn Anh này. Hoàng Anh Tuấn Anh hỏi em là Accent thì em đã nói rồi, vào nhà em là động Accent luôn. Đời 2019 em cũng có Accent 2019 này. Accent đời 2019 1.4 385 triệu. Đèn halogen siêu sắc nét, thiết kế to bản này, đèn gầm là đèn bi, xin nhan tích hợp chân gương. Trang bị động cơ chỉ có 1.4 thôi, nên nếu anh đi dịch vụ dòng này rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đi gia đình đi chơi cũng rất là sang, form dáng sang lên rồi. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da đẹp căng, đời cao chốt vót ạ, đời 2019 nhá. Điều hòa hai vùng lóng lạnh. Hàng ghế sau cũng có điều hòa phá như thế này cho em, để tự bình điều chỉnh này. La răng đẹp, lốp còn rất là mới, vì đời 2019 mà. Accent đây ạ. Accent đẹp cho em nhé. 395 triệu, em chào bác Hoàng Huỳnh Minh Hiếu này. Bác Thu Béo này, bác Dưa Leo này, chia sẻ hộ em lên trang cá nhân hội nhóm này. Rất là nhiều khách hàng em đã bỏ qua không thể chào được, vì em muốn quay nhiều chi tiết hơn về xe. Em chào toàn thể khách hàng thân yêu của em nhé. Các bác chia sẻ lên giúp em ạ. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Vios màu đen, nhưng mà bản này là bản e xịn này. Vios màu đen bản e xịn, biển 36 này, xin nhan trên gương đời 2009, trang bị động cơ là 1.5, với nước sơn màu đen đẹp. Ghế da thì cũng là một loại ghế da cao cấp cho em. Túi khí an toàn, đầu đài nguyên bản theo xe, sấy sưởi kính lấy gió mắt cực cho em luôn. Phanh 5 chấu này, la răng 5 chấu nhá, phanh ABS đẹp rồi. Vios bản e xịn 208 triệu đời 2009 này. Em chào bác Hoa Lan, bác Thành Lê này, chia sẻ với em này. Ở đây thì có một siêu phẩm Lacetti SE đời 2010. Chiếc Lacetti này là bản nhập Hàn cho em. La răng thể thao, la răng 5 chấu thể thao, phanh ABS đầy đủ 4 bánh này, biển là biển 21, 220 triệu, trang bị động cơ 1.4.
Lacetti SE 220 triệu, đời 2010, bản nhập Hàn cho em ạ. Bên trong các bác nhìn này, ghế da đẹp căng cho em, túi khí an toàn đầy đủ cho em luôn rồi. Gương kính thì cụp chỉnh điện nhé. Các bác nào đang xem thì cho em xin một lượt chia sẻ mới nào. Tiếp theo ở đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai Accent, một chủ tư nhân này, Accent đời 2018. Tại vì anh Bùi Tấn nhắn tin cho em bình luận là Hương ơi nói nhanh quá. Xong mấy hôm sau em về, em lại thấy mấy khách trong Bình Dương gọi điện bảo em ơi nói chậm thôi anh không nghe kịp. Có thể là miền Bắc thì các bác sẽ nghe kịp, nghe nó năng lượng nó hăng. Nhưng các bác miền Nam thì nghe em nói nhanh quá là không hiểu, không nghe hết được. Nên hôm nay em sẽ cố gắng nói chậm hơn một chút ạ, để các bác miền Nam, các bác trong khu vực Đồng Nai cũng có thể nghe được. Ở đây thì em có chiếc Hyundai Accent một chủ nhá, đời 2018, đăng ký là 2019, số sàn, trang bị động cơ 1.4, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí to rồi, ghế da hai màu cao cấp cho em. Xe thì rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn. Giá chào bán là 385 triệu. Hyundai Accent 2018, đăng ký là 2019 này. Vios rất là nhiều. Camry một chiếc duy nhất, Camry là 420 triệu. Bên đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm Kia Morning mà số máy đi rất là êm này. Nước sơn màu vàng là màu vàng zin đẹp cho em. 228 triệu. Có xe Kia Morning đi 228 triệu, đời 2017, đời rất là cao rồi. Trang bị động cơ 1.2, màn hình giải trí OLED, siêu tiết kiệm, dòng này thì siêu tiết kiệm cho em. Màu vàng zin đẹp luôn. Từng con ốc nhỏ nhất không hề bị vặn xoáy này. Hôm trước khách bảo là nhìn cái la răng nó xấu, em đã lên cho mình một bộ la răng mới rồi, rất là chiều khách luôn. Lên cho mình một bộ la răng này, màn hình rồi, cam lùi có rồi, mà chỉ có 228 triệu, đời 2017 đây ạ. Biển 36 này. Kia Morning vàng zin đẹp cho em, số sàn 228 triệu, số máy cực êm, không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý phải chuẩn chỉ ạ. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một em siêu phẩm đến từ Trung, đến từ cái đất nước ông Hoàng công nghệ đây. Nếu như bác nào nghe về Trung thì rất là sợ, nhưng nhiều khách hàng dù là giám đốc này hay là các bác trưởng phòng rất thích đi dòng xe này. Một chiếc xe Zoti T600, rất là nhiều option luôn này. Đèn là đèn bi salon này, đèn gầm có, giải đèn nét có. Với chiếc Zoti T600 này em đang bán là 320 triệu. Cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm đều có rồi. Xin nhan này, gương kính này, cụp chỉnh tự động cho em, la răng thể thao đẹp, cửa sổ toàn cảnh, baro toàn cảnh luôn. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Và chiếc này thì có khóa là khóa phanh tay bằng điện nhé, không phải là cần khóa kéo lên như mọi chiếc đâu, mà khóa phanh tay điện tử này. Cửa sổ toàn cảnh hai vùng cho em rồi. Và có chế độ là liếc đèn theo vô lăng, tức là các bác chỉ cần quay vô lăng đến đâu là cái đèn nó sẽ tự liếc vào khu vực mà đang chiếu vào đấy luôn. Rất là xịn sò luôn. Zoti T600 320 triệu. Đẹp căng cho em luôn. 320 triệu Zoti T600 đây ạ. Chiếc này là đời 2016, nhập khẩu, số tự động, trang bị động cơ 2.0 ạ. Em chào anh Nguyễn Văn Tiếp, chào anh Đặng Văn Huy, chào anh ông Cao Thắng, tên rất là ca sĩ luôn. Chào bác Hà Nguyễn này, chào bác Hân Hân và chào bác Hoan Lê. Các bác chia sẻ đi, cho em xin mỗi bác cho em xin một lượt chia sẻ mới nào. Thả tim, thả like giúp em Lê Hương nào. Về rất là nhiều xe luôn. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia. Kia Carden, đời 2008 này, Kia Carden, bản nhập khẩu, số tự động, trang bị động cơ là 2.0. 258 triệu, 7 chỗ gầm cao, cao dàn thoáng máy luôn. Xin nhan trên gương, đèn bi salon này, đèn gầm này, la răng là 5 chấu này, ghế da đẹp căng cho em. Máy số cực ngon nhé. 285 triệu. Con đấy thì ăn ít thôi, 6 lít thôi, hơn 6 lít thôi ạ. Màn hình giải trí này đầy đủ cho em rồi. Điều hòa lóng lạnh tự động cho em nhé. Kia Carden 285 triệu, bao rút hồ sơ cho mình. 100 km quay đầu free ship luôn.
miễn phí ship luôn. Em có đổi xe không? Dạ có chứ anh ơi. Anh Tiến đang có chiếc xe nào muốn đổi cho em nhỉ? Anh đang có chiếc xe nào thì bình luận lên đây để em xem là chiếc xe nào anh nhé. Đời bao nhiêu, số sàn hay tự động, nhập hay là lắp ráp anh nhé. Có mua bán trao đổi, bây giờ xe rất là khan luôn. Bác nào mà đổi em đổi luôn. Ở đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm là Ford Fiesta đời 2013. Bản này là số tự động này, có reset trên vô lăng. Đầu đài rất giống với EcoSport. Ghế da zin đẹp căng, ghế da cao cấp, cái màu lông gà con rất là sang mà sạch này. Thảm chân ở dưới là thảm 3D đẹp rồi, số máy ngon. Ford Fiesta 318 triệu đời 2013. Trang bị động cơ là 1.6 số tự động ạ, đời 2013 nhé. Anh Tiếp muốn đổi xe nào thì comment, thì bình luận lên đây cho em. Nhiều bác hỏi comment là cái gì, bình luận dưới bài của em nhé. La răng thể thao phanh ABS biển thủ đô này, 318 triệu. Bên đây thì em lại có cho mình này, lại nhá, em lại này. Lại có cho mình một chiếc xe, xe Kia Cerato đời 2016, đổi, đổi luôn. Cerato mà em cứ về chiếc nào là bán chiếc đấy này. Bây giờ anh đang thích đổi Kia Cerato, lấy chiếc nào bên em nào? Lấy Camry hay là lấy cái gì bây giờ nhỉ? Cái gì bây giờ để xứng tầm với Kia Cerato nhỉ? Anh Tiếp này, anh Tiếp bình luận cho em là anh thích đổi chiếc nào và bình luận cho em nào. Chứ còn Kia Cerato rồi, ở bên em người ta gọi là húp, húp luôn. Húp luôn anh nhá. Giới trong nghề ô tô của em nó gọi là húp, húp luôn. Bây giờ anh thích đổi chiếc nào? Camry hay là phải chiếc nào nó phải sang tương đương với chiếc Kia Cerato bây giờ nhỉ? Camry này, hay là đổi VinFast cho vợ này, hay là đổi Frankfurt, hay là đổi chiếc bán tải đi cho ai. Anh thích đổi chiếc nào thì bình luận vào đây cho em ạ. Ở đây em có Captiva đời 2007 này, số sàn. Captiva đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ, xin nhan trên gương. Biển 88 nhá, số sàn 2.4. Captiva 210 triệu đồng. Form dáng sơn si phải gọi là sạch sẽ, đẹp đẽ, thơm lừng luôn ạ. Tổ hợp phím bấm này thì chỉ của túi này, bàn này chỉ có túi khí chân vô lăng thôi. Gương kính cụp chỉnh auto. Ghế da thì đẹp căng luôn. 210 triệu đồng Captiva số sàn ạ. Kệ bước chân lên xuống cho những bác nào mà lấy vợ không may mà bác chủ, bác lóc nhà hơi thấp một chút thì có kệ bước chân lên xuống này. Phanh này các bác này, phanh ABS na răng to. Lốp còn rất là đẹp này, 210 triệu đồng cho chiếc xe Captiva. Em chào bác Hoàng Hạnh, chào bác Dương Tăng, chào bác Đình Phú Quang nào. Anh Tiếp nào, anh Tiếp muốn đổi xe nào bên em nào? Ở đây em có cho mình một chiếc Zoti 130 triệu, rất là to đẹp rồi. Sâu xuống bên kia thì có gì? À bên đây em có Innova này. Một chiếc, anh muốn đổi Fortuner số sàn, máy dầu đời 2016. Nếu như mà anh đổi trước một tuần vừa rồi thì em sẵn cho mình một chiếc xe Fortuner máy dầu. Nhưng mà em lại cho đi lấy chồng mất rồi, nên hiện tại là chưa có chiếc Fortuner mà số sàn máy dầu đời 2016 anh Tiếp ạ. Hiện tại là hết Fortuner. Và đang nhỡ là không biết đến bao giờ bác dân nào bác cái chán, hay là bác đi muốn lên đời, hay là bác đi SEA Games, bác cái bác ấy muốn đổi muốn bán thì em mới có cơ anh Tiếp ạ. Còn bây giờ là Fortuner là đang tạm hết, thế là chưa đổi được rồi. Anh đổi sang con khác đi, Camry hay là Corolla Altis đi anh. Ví dụ như con Corolla Altis này là 395 triệu, số tự động đời 2010 này. Camry số tự động 420 triệu đời 2010. Còn ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Innova bản G đời 2006, số sàn, trang bị động cơ 2.0, giá chỉ có 218 triệu thôi ạ. 218 triệu. Innova với nước sơn màu đen. Đã là Innova đã hiếm rồi, nhưng mà tìm được chiếc màu đen thì cực kỳ là hiếm luôn. Màn hình giải trí siêu to cho em này. Innova, ghế da hai màu đỏ đen cực đẹp, phanh ABS, la răng thể thao 2006 này. 218 triệu có Innova. Chị ơi vào trong nhà ngồi cho đỡ nắng ạ. Chị cứ đi vào đi, trong đấy có người mà chị ơi. Ý. Chị ơi vào văn phòng ngồi cho đỡ nắng. Ngọc ơi, cho chị lấy vào tiếp nước khách em ơi. Chị ơi vào trong phòng. Ê, vào văn phòng bên này.
Vâng, chị em vào văn phòng cái bọn em mãi live stream quá không đấy. Đây. Chị đi vào đấy hộ em ấy. Ôi, em thích Kia Cerato lắm anh Tiếp ơi. Anh đổi xong chiếc khác không được à anh? Tại vì trước đấy mà em về phát là em bán ngay. Khách thích Kia Cerato mới cầm gì các thứ lắm. Hôm nào có nhỉ, đưa vào mới có để đổi được xe nhỉ. Đây, quay đây. Ở đây em có cho mình một chiếc Mazda. Mazda 3S với nước sơn màu đỏ, đời 2009, số tự động. Bản Mazda nhập khẩu này, 295 triệu. Mazda 3S cửa lóc đầy đủ này, đèn bi, đèn gầm, nước sơn màu đỏ, xi nhan trên gương. Cực đẹp luôn ạ. Xuống tiếp bên đây thì có cho mình những dòng xe. Mua đi tiền để làm gì anh ơi, đúng rồi. Đôi khi tiền để nó chỉ là một cái gì đấy gọi là an tâm thôi. Còn để phục vụ gia đình mà đi đỡ lắng mưa thì rất là sướng luôn. Ở đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm Get số tự động nhập khẩu nhá, 188 triệu. Nước sơn màu vàng zin đẹp. Trang bị động cơ 1.4, 188 triệu Get số tự động đây ạ. Get số tự động đây ạ. Màn hình giải trí này, ghế da đẹp căng luôn. 188 triệu. Đi gia đình rất là ok. Chiếc này mà mua cho bà xã đi chợ rất là hoàn hảo luôn này. Đi chợ đưa đón con, đưa ông bà đi khám chữa bệnh này. Gia đình đi rất là sướng này. Dịch vụ số tự động thì nó sẽ nhàn hơn. Nhưng mà ít bác đi dịch vụ là số tự động vì thích số sàn hơn cho nó khỏe. Nhiều cung đường mình đi thì vào số theo tùy cung đường thì sẽ dễ hơn đúng không ạ? Ở đây thì em có Corona Antit lồi đồng cối đá phá không hỏng 2005, 190 triệu Corona Antit phân khúc hạng sang. Cam hành trình đầy đủ rồi, trang bị động cơ 1.8 này, chỉ có 190 triệu. Màn hình giải trí có này, ghế da em cũng đầu tư bộ ghế da mới cho sang rồi. 190 triệu có Corona Antit đi này. Chào bác Chiên Nguyễn này, chào bác nhà xe Phạm Lợi này. Ở đây thì em lại về thêm một siêu phẩm là gì? Innova số tự động biển 34. Số tự động thì đi rất là nhàn. 2.0 Innova đời 2010, em đang bán 330 triệu. Số tự động đẹp cho em. Đúng là bác chủ phải là một người thật sự kỹ tính. Yêu xe thì mới có thể giữ được một cái form dáng xe nó lại đẹp như thế này. Bác nhà xe Phạm Lợi này, nếu như mà lên đời xe, ghép xe hay là đi dịch vụ này, thì một em Innova số tự động rất là nhàn, mà cực kỳ đầm xe nhé. Máy móc thì rất là ngon, đi không sợ bị hỏng vặt nhá anh nhá. 330 triệu 2.0 số tự động. Sơ bắc tập lái cắt lỗ cho mình một chiếc duy nhất. Còn một chiếc duy nhất này 93 triệu còn 85 triệu. Màu đỏ đẹp tập lái thôi. Đi chiếc xe này thì siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Tập lái này 93 còn 85. Cắt dã man. Cắt gần vào chân rồi này. Cắt thêm triệu nữa, 2 triệu nữa là thành vào chân luôn. Có những con xe bán không có lãi rồi lại còn cắt thêm thâm vào thịt. Bên đây thì em có cho mình một chiếc CRV. Honda CRV, đèn bi salon này, đèn gầm là đèn bi này, siêu phẩm đây ạ. 408 triệu. Anh xem livestream của em mãi mà vẫn chưa có tiền mua xe ô tô của em đây. Hôm nào anh rảnh anh phải sang bên em dạ. Hôm nào anh Chiên Nguyễn này, anh nhà xe Phạm Lợi này, cứ xem đi anh. Nói chung là cái gì cũng phải có mục đích trước, hoặc là mình phải cố gắng tích góp từng ngày. Vì các bác cũng như em thôi, là nông dân, làm công nhân, thì mình không phải như các bác kia là hứng một phát là mua được ngay. Trước nhất là phải theo dõi này, xem cái người này ở đâu, bán hàng có như thế nào, hay là bây giờ trên mạng nó lừa đảo nhiều, hay là rồi nó lại lừa đọc thì chết. Xong là xem đi, xem người ta bán hàng như thế nào, có uy tín không, chất lượng hay không. Rồi lúc đấy mình tích góp được một chút, vay mượn thêm một chút thì mình mua cũng không sao anh ạ. Còn bây giờ ô tô nó cũng không như ngày xưa rồi, rất là dễ mua. Rất là dễ mua nên là các bác cứ cố gắng đi. Hẹn các bác là bác Phạm Lợi cũng như bác Chiến Nguyễn một ngày gần nhất này, để làm một cái giao dịch bắt tay thành công với em Lê Hương nhé. Ở đây em có một chiếc xe Get số sàn này, nhập khẩu này. Đi rất là sướng luôn. Đã là Get mà số nhập khẩu, nhiều khu vực các bác tỉnh bên phía trên kia vẫn mua về làm dịch vụ đây ạ. Vì ăn ít xăng này, 1.0 nhập khẩu, Get nó không hề bị hỏng vặt này. Giá chỉ có 158 triệu thôi này. Get 158 triệu. Ở đây thì có một chiếc Mazda 3S. Chiếc Mazda này form dáng thì nó hơi lũ tính một chút.
sẽ phù hợp hơn nếu như mua cho bà xã nhà mình ạ. Các bác nam đi cũng đẹp nhưng mà em nhìn thấy nó hơi lữ tính này. Mazda 3S này, cắt lỗ này, một chủ này. Mazda rất là đẹp luôn, một chủ zin cho em nhé. Đã là zin là phải zin hết, nội thất máy móc trong ngoài là zin hết này. Một chủ đời 2013 Mazda 3S số tự động 1.6 có cửa lóc này. 395, còn 385 đến xem xe ưng xe. Bớt hồ sơ, bớt tiếp lỗ này. 385 triệu này, Chevrolet cờ đuôi 240 triệu đi. Cắt lỗ còn 240. Chevrolet cờ đuôi 2010 còn 240 triệu nhá, 1.6 số sàn. Bên đây thì có Kia Morning biển 88 Vĩnh Phúc này. Bác nào đây Vĩnh Phúc không ạ? Biển 88 Vĩnh Phúc, la răng hoa mai xin nhan trên gương, Kia Morning 2010 nhập khẩu số tự động. Bán bao nhiêu nhỉ? 235 triệu thôi ạ. Em chào bác Đặng Khởi này. Chào bác Phạm ớt này. À, Phượng ớt này. Chào bác Hùng Hòa Mai, chào bác Nghiệp Lê này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Số điện thoại, số hotline giao dịch của em là 0354602790. Những bác nào mà thật sự yêu thích mẫu xe nào, quan tâm mẫu xe nào thì hãy kết nối Zalo cho em qua số điện thoại em đã ghim dưới màn hình rồi. Thời tiết Hải Dương thì vừa oi vừa nóng bức, rất là khó chịu luôn. Vừa rồi thì em đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Còn bây giờ thì em có khách đến xem xe trực tiếp tại chợ rồi. Nếu như em cứ live stream thì các bác đến xem xe không có ai tiếp đón thì nó không được nhiệt tình cho lắm này. Nên em xin phép được nghỉ buổi báo giá live stream ở đây sớm hơn so với mọi hôm nhé. Em chào bác Nghiệp Lê, chào bác Linh Phượng này. Cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ em Hương trong suốt thời gian qua. Buổi live stream báo giá trực tiếp ngày hôm nay thì em xin phép được dừng ở đây vì có khách đến xem xe trực tiếp rồi. Trước khi ra thì các bác có thể cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ để buổi báo giá live stream này của em có thể đến được với tất cả những người yêu xe và có mục đích sử dụng như là gia đình hay là dịch vụ nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào 11:30 ngày mai thì em lại có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh này thì ấn cái nút thích trang hoặc là ấn trực tiếp vào fanpage của em có chữ thích trang hoặc theo dõi ạ, để đăng ký kênh nhé. Để khi nào mà em up video lên, ví dụ chiếc xe này với phân khúc như thế này, tầm tiền này mà gia đình mình muốn mua, thích cái màu này phong thủy của chồng của vợ thì kết nối cho em ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng ạ. Anh Đức An vào muộn quá rồi, em xin phép nhé. Hôm nay em nghỉ sớm một chút vì có khách rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng nhé.